Xin kính chào tất cả quý khách hàng đã quay lại với kênh YouTube Hiền Đô Ta Bình Triệu 806 quốc lộ 13. Thì ngày hôm nay Thọ xin giới thiệu tổng hợp 9 xe Fortuner đang có tại Hiền Đô Ta Bình Triệu. 2, 4, 5 5 xe số tự động máy xăng và 4 xe máy dầu. Thì trong đó có 2 xe máy dầu tự động và 2 xe máy dầu số sàn. Thì xe đầu tiên Thọ xin phép giới thiệu là Fortuner xăng 2019. Con này màu nâu nha. Chạy 100.000 thì hiện tôi ta đang bán là giá 808 triệu. Vỏ xe thì chủ xe đã thay cho mình rồi. Mình về chỉ bảo dưỡng dùng thôi. Hàng Indo nha. Điều đặc biệt ở trên xe này là đã nâng cấp lên ghế da 2 tông màu giống như Legender nha. Đây cái da 2 tông màu và đã có màn hình Android. Đó là những cái căn bản nhất. 808 triệu giá còn thương lượng. Thì 2019 thì tài chính Toyota TFS vẫn cho vay nha. Có gói cố định lãi suất 1 năm 2 năm và có gói vay cho vay là gốc trả cuối kỳ, còn lãi trả theo quý hoặc theo tháng. Rất là nhiều cái gói lựa chọn, thì lãi suất chỉ có 7% một năm thôi. 2019 màu nâu. Và tiếp theo máy xăng là 2017. 120.000 cây. Giá là 720 triệu. Bây giờ thì nhiên clip tổng hợp thì sẽ có cái giá tốt hơn nha, và cập nhật giá mới cũng như là giá giảm. Thì con này cũng là hàng Indo 2017. Thì tất cả những xe này là vỏ xe là gần như là gai còn trên 80%. Xe này là gần như là nguyên bản gia đình sử dụng nha. Màn hình thì còn banner riêng cho xe. Bên hông thì có lên cái lip hông với có border kit gắn rất là nhiều đồ chơi. Bên ngoài chỉ có bên trong là giữ nguyên bản thôi. Thì 2017 thì hệ thống ngân hàng còn cho vay 3 năm. Thì đầu tư tầm tài chính khoảng 280 triệu là sử dụng được xe. Cao hơn 40 triệu thì chúng ta có sự lựa chọn tiếp theo là máy xăng bản đặc biệt 2 cầu. Thì nên là 2 cầu điện nha. Mình đi H4 thì mình đi 2 cầu, H2 mình đi 1 cầu và cầu chùm là L hoặc là khóa vi sai cầu. Thì ở bản máy xăng bản đặc biệt 2 cầu này thì cốp là cốp điện. Rồi mâm xe lớn hơn. Rất là nhiều tính năng an toàn khác. Có ga tay tự động rồi các thứ rất là nhiều ha. Có khởi hành ngang dốc, có khóa vi sai cầu, cân bằng điện tử đủ hết. 755 triệu. Mình đã lên màn hình Android là thương hiệu Eliver này là của tập đoàn IK nha. Màn hình này bảo hành tới 2 năm rồi và nâng cấp được hệ điều hành. 755. Đây là cốp điện nữa, đang thao tác cốp điện. Thì cốp điện rin theo xe thì có chức năng là chống kẹt, trường hợp gặp vật cản là nó dừng lại ngay. Và chúng ta chọn được cái độ cao thấp của cái chiều cao mở của cái cốp so với tầm với của mình. Và tiếp đến là máy xăng 2013. Xe này thì chắc chắn 13 là hàng Việt Nam rồi. 130.000 cây số rin thì người ta đang bán giá là 465 triệu. Những xe đời sau này thì khách hàng có trước tầm 350 thì hiện Toyota cho nợ lại 100 hoặc 120 gì đó thì sẽ có trực tiếp hiện Toyota. Thời hạn vay tối đa thì 1.5 năm đến 2 năm, cũng rất là thông thoáng để hỗ trợ khách hàng mua. Thì sau 11 năm 130.000 cái số riêng thì đi rất là ít. Thì chúng ta nhìn qua cái nội thất, cái da còn rất là căng. Cũng đã có màn hình DVD một cầu nha, một cầu thì rất tiết kiệm nhiên liệu. Biển số Sài Gòn. Thì ưu điểm của dòng xe SUV xe lớn này là không sừng rời, thì chúng ta đi rất là đầm, rất là êm,
không nghe đồ ồn từ vỏ xe lên. Thì với dòng Fortuner thì chúng ta không cần phải chọn vỏ xe là thương hiệu nào cả, thì là không sườn rời thì đi rất là đầm rồi. Tiếp đến là màu trắng, máy xăng. Xe này bán cho khách hàng rồi và hiện Toyota nâng bán một xe khác cho khách hàng, họ nâng cấp lên 2015 nha. Thì xe này công ty xuất ra đơn thì thủ tục rất là nhanh, 160.000 cây số chuẩn nha. Thì, lưu ý giùm mình là đối với những xe mà đời sau chúng ta mua là mua theo chức, mặc dù cái số nghe nhiều nhưng mà do công ty thì khoán nhiên liệu thì cái số thực tế nó không tới, thực tế chiếc xe này khoảng 100 hoặc 105.000 cây thôi. Cũng có màn hình DVD các thứ ha. Màu trắng này màu trắng riêng của nhà sản xuất và bảng này là bảng bọc Tevo nha, thì viết tắt tiếng Anh là TRD. Thì bọc Tevo là mâm nó khác, đuôi cá nó khác, có border kit riêng. Tất cả xe này đi đăng kiểm không ảnh hưởng gì tới kết cấu của xe cả. 515 triệu, 2015. Vỏ xe cũng như là các thứ còn rất là liền lạc. Tiếp đến là xe Fortuner máy dầu. Thì máy dầu thì hiện tại đang có là 3 xe số tự động. Thì xe này là mới về, chưa có lên clip nào cả. Là điều đặc biệt xe này là cây số rất ít, chỉ có 35.000 cây thôi. Nhưng mà giá thì hơi tê, 975 triệu. 2021 máy xăng một cầu đó. Xin lỗi, máy dầu một cầu nha. 2021 máy dầu một cầu, số tự động. Thì đối với hãng bảo hành là còn tới 2024 và còn tới 65.000 cây số, tùy yếu tố nào tới trước đến trước. Thì đây màn hình Android OLED, dung tính năng các tính năng an toàn đã đủ hết. Nè, biển tỉnh Bình Phước nha. Thì xe biển tỉnh hay là biển Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, vậy là cả nước là phía cấp biển giống nhau hết. Thì với máy dầu số tự động thì chúng ta đầu tư tài chính tầm 300 triệu là chúng ta sở hữu được xe. Còn số còn lại là ngân hàng hoặc hệ thống tài chính Toyota hỗ trợ. Và xe mổ đồng 2020 cũng là form mới, 40.000 cây số. Chi tiết dưới chiếc xe này là có làm lại phần đồng sơn capo, phần góc này không ảnh hưởng gì tới khung xương bên trong cả. Thì hiện chúng ta mua thật và bán thật, chắc giá là 900 triệu, 2020 còn là một mới mở đồng. Thì 2020 hết bảo hành hãng để hưởng chính sách bảo hành của hiện Toyota. Từ 2020 mẫu mới trở đi là tất cả xe máy dầu số tự động là đề ta top zin và hai dây điện zin từ nhà sản xuất, đèn pha full led hết. 7 túi khí cân bằng điện tử thì rất là nhiều tính năng an toàn. Cũng đã có màn hình Android rồi, gần như là người Việt mình sau khi mua xe kể cả cũ và mới họ đều nâng cấp hệ thống âm thanh. Chúng ta chỉ đầu tư thêm cục phát wifi hoặc là sim 4G hoặc là thẻ sim thôi là chúng ta xài được. Tiếp đến là cũng 2021 máy dầu tự động, xe này màu đen nha. Thì giá nó sẽ rẻ hơn cái xe màu bạc bên kia tới 20 triệu do là đi 50.000 cây số so với 35.000 cây số, 955 triệu 2021 màu đen. Xe này cũng đã có màn hình Android và đặc biệt xe này đã có cam 360 và thêm cả là cốp điện. Chủ xe đã lên thêm cả cốp điện rồi. Đây, thì cốp điện này có đá cốp thì cũng đã 15 triệu rồi, là cái giá mình lắp ở ngoài á. 15 triệu cho hệ thống cốp điện này. Màu đen
Và tiếp theo máy dầu số sàn 2017 hàng Endo nha. Xe này là gần như là còn nguyên bản, nỉ rin trần rin, chỉ có lót sàn là đã làm thôi, và đầu CD rin theo xe 2017, 60.000 cây số, giá là 725 triệu. Biển số Sài Gòn nha, xe không kinh doanh, biển số trắng. Đăng kiểm thì còn tới tháng 1 2026. Cái này mua về chỉ sang tên là đi thôi. Thì 2017 thì ngân hàng hỗ trợ 3 năm, tỷ lệ cho vay là 70%. Chỉ có duy nhất là 2014 này là phải vay hiện Toyota 175.000 cây số 2014 chuẩn. Thì xe này cũng có đồ chơi rất là nhiều, ghế da, phim cách nhiệt. Lót sàn, nói chung chất xe còn khá à. Trần nỉ rin nha, thì rất là thông thoáng. 540 triệu, giá còn thương lượng nha. Thì đây là một clip tổng hợp. Thêm một xe mới về nữa là 10 xe, hồi đầu họ đến là 9 xe, đây là tất cả là 10 xe. 5 máy dầu, 5 máy xăng. Thì tất cả xe hiện Toyota bán ra đều có cam kết chất lượng, có bảo hành động cơ, có thu mua, trao đổi xe và thu mua tất cả thương hiệu, không riêng hẳn gì về Toyota. Còn cũng là Fortuner này, ở đầu chi nhánh Phạm Hùng, 21 Phạm Hùng, thì chị Hiền cũng đã lên clip liên tục, đang có là 2, 4, 6, 8, 10, 12 xe Fortuner. Thì trong đó cũng có 5 xe máy dầu và 7 xe máy xăng. Thì tổng 2 showroom hiện tại đang có tất cả là 22 xe về Fortuner. Thì khách hàng thuận tiện ở khu vực nào thì đặt hàng trước để Hiền Toyota di chuyển xe, hỗ trợ cho một cái địa điểm xem hợp lý nhất, thu mua trao đổi xe, thủ tục rất là nhanh gọn. Chi tiết hơn thì liên lạc trực tiếp họ 0901 777 888, thì hỗ trợ giao xe từng nơi rất là nhanh gọn, cung chứng từng nơi. Thay mặt tập thể Hiền Toyota cảm ơn tất cả clip Hiền Toyota lên clip liên tục thì đều được sự quan tâm, ủng hộ và chia sẻ của quý khách hàng. Xin cảm ơn và chúc quý khách một ngày tốt đẹp. Xin cảm ơn.